yêu mến muôn người mà thôi để yêu mến muôn người mà thôi. Ngày 30 tháng 11
năm 2012, con được Chúa đoái thư tuyển chọn lên chức linh mục qua việc đặt tay phong chức của Đức cha Michel Võ Đức Minh. Giờ phút này đây, con cùng với quý cha, toàn thể quý vị hiệp dâng lời tạ ơn Thiên Chúa mới ngày nào mà cũng đã thông thoát được 10 năm 30 tháng 11 năm 2022, tính cho tới giờ phút này là 10 năm 1 tháng 1 ngày. Tạ ơn Chúa vô vàn, kính cảm ơn cha trưởng, quý cha, quý sơ, quý thầy, quý anh thân nhân, quý khách đã quảng đại về đây với con trong thánh lễ tạ ơn học ân Thiên Chúa 10 năm liên mục này, và hãy tiếp tục yêu thương, đồng hành và cầu nguyện cho con trong những ngày tháng sắp tới của đời sống tu trì phục vụ giáo hội em riêng trong các giáo xứ giáo phận Nha Trang mà con được sai đi. Tất cả những tâm tình đó chúng con xin dâng lên Thiên Chúa là cha, xin cha đón nhận, tiếp tục yêu thương, chúc lành cho tất cả chúng con, mỗi người một bậc sống, mỗi người một sư phụ. Giờ đây chúng ta kính mời quý vị cùng lời xin chúc thương ba thứ để sư đáng cử hành một nhiệm. Xin Chúa hướng cho chúng ta, vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Để con vừa tin nghiệp vừa tin tôn trong nhiệm vụ trao dặn tin mừng, như thế con sẽ khăn khăn các mẫu nhân cứu độ như một người quản lý trung thành. Chúng con cầu xin Chúa Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và huy đi cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Bài viết sách quận ra các nơi hành cầu nguyện cùng Thiên Chúa phục vụ đứng đã thực thi những tiền vì lại quân pháp địa cầu đã làm cho đời sống chúng ta phấn khởi từ khi chúng ta còn trong lòng mẹ, và đã đối xử với chúng ta theo lòng từ bi của Người. Nguyện xin Người ban cho chúng ta niềm hân hoan tâm hồn và đời sống chúng ta ở Israel đều bình an đến muôn đời. Israel đi từ lòng từ bi của Chúa ở cùng chúng ta để Người giải thoát chúng ta trong những ngày chúng ta đang sống. Đó là lời Chúa.
Maria ở lại với bà Isabel độ 3 tháng,
đoàn người trở về nhà mình. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn cùng bố thân mến, ai trong chúng ta cũng hiểu rằng đến độ tuổi nào đó trong cuộc đời của mình, có người Chúa mời gọi sống đời sống hôn nhân gia đình, rồi cũng có người Chúa mời gọi sống đời tu tiện. Chúng ta thấy có hai mặt sống rõ ràng ở trong xã hội cũng như trong đời sống sinh hoạt của hội thánh: những người sống đời gia đình, những người sống đời tốt. Trong tâm điểm ý nghĩa của ngày lễ tạ ơn Chúa về hồng ân linh mục, con xin dừng lại với đời sống ơn gọi của những người sống đời tu trì. Khi nói đến đời sống của người tu trì, chúng ta thấy huyền diệu vô cùng. Huyền diệu ở chỗ nào? Nếu chúng ta lật lại Tin Mừng của Thánh Marco chương 1 câu 14 đến câu 20 thì chúng ta thấy Chúa Giêsu đến trực tiếp gọi các môn đệ, và cụ thể là 4 môn đệ. Thì Chúa gọi các ngài khi các ngài đang làm việc, gọi một cách trực tiếp để rồi các ngài mau mắn đáp lại tiếng Chúa mời gọi, giả từ tất cả người thân công an việc làm để đi theo Chúa, và rồi cả cuộc đời các ngài gắn bó với Chúa cho đến hơi thở cuối cùng. Nhưng rồi nó rất là huyền diệu, có những người xin đi theo Chúa thì Chúa bảo về. Chúng ta cũng đọc Tin Mừng Marco chương 5 câu 18 đến câu 20. Có người tới xin đi theo Chúa, sau khi được Chúa chữa lành bệnh tật, Chúa nói: anh hãy về với gia đình, anh hãy nói cho họ biết Chúa thương anh như thế nào và biết bao nhiêu việc tốt đẹp Chúa đang làm cho anh. Ông bà cha thấy nó nguyện nhiệm vô cùng. Có người Chúa đến Chúa gọi trực tiếp, nhưng mà có người tới xin Chúa thì Chúa lại nói con hãy về với người thân, với gia đình. Sao hay vậy? Đúng là chúng ta không cắt nghĩa lý giải hết được, chỉ thốt lên với Chúa rằng lạy Chúa đúng là nguyện vậy. Và người trong cuộc, cụ thể là chính bản thân con giờ phút này đây cùng với quý cha và toàn thể cộng đoàn, thưa với Chúa rằng con chỉ biết tạ ơn Chúa về điều đó thôi. Con không có một cái gì khác ngoài việc tạ ơn Chúa, bởi vì nếu xét trên tiêu chí này, cái tiêu chí kia, chưa chắc con đã được. Đúng là Chúa thương con, nên Chúa mời gọi con, rồi con đáp lại, con lên đường. Và những người sống đời tu kỳ kinh nghiệm lâu năm chia sẻ cho chúng ta biết được rằng Chúa chọn con, nhưng mà con cũng phải chọn Chúa nữa đã. Khi Chúa chọn con mà con không chọn Chúa, con sống nghèo buồn, con sống không hạnh phúc. Nhìn cái người nói chung và người đi tu hạnh phúc hay không hạnh phúc, chúng ta nhìn chúng ta biết được cái khuôn mặt tươi, lời ăn tiếng nói, việc mục vụ, chúng ta nhìn chúng ta biết người đó có hạnh phúc trong cuộc sống và được tu không. Đúng là Chúa chọn con và con cũng chọn Chúa, phải hội đủ hai cái điều kiện đó thì cuộc đời những người đi tu mới hạnh phúc. Và chúng ta biết rằng khi hạnh phúc đó, đúng là nó xin nhiều cái điều tốt đẹp lắm. Cái khuôn mặt, cái con người của mình gặp gỡ ai, họ cũng cảm thấy đúng là cái người đi tu, cái người này là cái người của Chúa. Rồi cái lời ăn tiếng nói, cái công việc của mình trong cuộc sống, họ sẽ xác định
đúng là những người này là cái người Kitô tô, những người này là người của Chúa, của Giáo hội. Người đó chúng ta thấy rõ ràng xung quanh cái con người đi tu mà hạnh phúc đó, những gì nó tốt đẹp lắm, bởi vì đúng quả thật là thuộc về Chúa, thuộc về Giáo hội, nên cái lời ăn tiếng nói, cái công cách hành xử rồi những việc làm đều nhắm đến cái lợi ích cho những người mình coi thân thiện. Điều này chúng ta cảm nghiệm và xác tín nơi những người đi tu mà chúng ta gặp gỡ trong cuộc sống. Giờ phút này đây, tất cả quý gia cùng cộng đoàn với con hiện với con trong tâm tình đã ơn Chúa. Như con nói, chỉ có mỗi thốt lên với Chúa rằng đã ơn Chúa vì Chúa thương con thôi. Không biết sao Chúa lại thương con, không cách nghĩa, không lý giải được, chỉ biết cảm nhận xác tín và tạ ơn. Và rồi hôm nay cũng là cái dịp để con dừng lại cảm ơn Đức Cha Giuse Võ Đức Minh, là cái người đã yêu thương truyền chức linh mục cho con. Con cũng cảm ơn cha nghĩa phụ đã luôn yêu thương đồng hành với con trong suốt cả cái cuộc đời, từ những năm tháng con là một cái chú những tu trước nhỏ ở giáo sư Chính Bình. Rồi con cũng có cái dịp để cảm ơn quý cha xứ và giáo sư Vĩnh Bình, quý cha xứ nơi con được sang đến thực tập một vụ làm thầy rồi làm cha phó. Cảm ơn quý cha bạn, cảm ơn quý cha đã đồng hành với con hôm nay về với con việc dân thánh lễ tạ ơn. Đây cũng là cái dịp để con dừng lại cảm ơn quý thầy quý sư bằng các này cách khác trong đời sống, cùng chí hướng những người đi tu đã hiệp ý, đã cầu nguyện và những cái điều tốt đẹp khác nữa, thì con mới được. Đây cũng là cái cơ hội tốt để con nhìn lại cảm ơn ba mẹ, cảm ơn những người nên con gia đình, cảm ơn quý bà con nhiều người hai bên, quý cha rồi con cũng cảm ơn quý vị hội đồng mục vụ, các ban ngành đoàn thể cùng tất cả quý bà chị em, các giáo sư mà con được sai đến để phục vụ, từ Vĩnh Bình cho đến giáo sư Hành Tý khi con làm thầy, rồi về Phước Hải làm cha phó, rồi về Quý Lợi làm cha phó, rồi đến giáo sư Liên Canh và hôm nay là giáo sư Phu Phong. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều đã cộng tác để rồi cùng làm việc cho nó có kết quả tốt được ở trong giáo sư. Đây cũng là cái dịp phần tiền để con nhìn lại cảm ơn quý vị anh nhân thương con từ khi là chú dịch tu cho đến khi làm thầy, làm cha phó rồi làm cha sở, đã luôn đồng hành giúp đỡ con trong đời sống, trong đời tu và những cái công việc mà con làm tại xứ này xứ nọ. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và rồi cũng là cái dịp phần tiền để dừng lại cảm ơn tất cả những ai đã luôn đồng hành hướng về nguyện cầu bằng cách này cách khác nâng đỡ con trong cuộc sống và trong đời tu, cùng những ai có thể nói âm thầm biết biết bao nhiêu cái tâm tình tạ ơn của con dâng lên Chúa. Rồi kính cảm ơn Đức Cha, kính cảm ơn quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý anh thân nhân và toàn thể những ai đã luôn đồng hành với con trong cuộc sống, giúp đỡ con trong công việc, để những gì tốt đẹp nhất được ơn Chúa tình thương của mọi người qua con đến tất cả những người con có trách nhiệm, thì có thể nói nó được một chút gì đó. Còn từ riêng bản thân con nhiều khi không được như vậy. Tất cả cộng đoàn cùng một thân mến, hôm nay chúng ta ngày đầu năm mới, chúng ta đánh lễ đến mẹ Maria, mẹ Thiên Chúa, một cái đặc ân tuyệt vời Chúa đã thương ban cho mẹ. Có thể nói giờ phút này đây, cùng với mẹ Maria, con cũng thưa lên với Chúa rằng là Chúa, con tạ ơn Chúa, xin đón nhận tâm tình tạ ơn của con dâng lên. Và rồi mặc lấy cái tâm tình của bà Elizabeth khi mẹ Maria mang cảnh mang Chúa Giêsu đến cho gia đình này, bà Elizabeth đã thốt lên: bởi đâu tôi được mẹ Thiên Chúa đến viếng thăm.
bản thân tôi, gia đình tôi thế này, con cũng thể nói thốt lên rằng bởi đâu mà con được Chúa thương như vậy. Chỉ biết lặng cảm nhận xác tín để rồi nói với Chúa rằng, thưa với Chúa rằng, con tạ ơn Chúa, con cảm ơn mẹ Maria, thánh cả Giuse các thánh, và con cũng cảm ơn tất cả đức cha quý cha, tất cả quý vị đã luôn yêu thương đồng hành và nâng đỡ con trong cuộc sống. Cuối cùng xin cha bố quý cha, quý tu sĩ nam nữ, gia đình người thân, quý anh thân nhân và tất cả cộng đoàn tiếp tục yêu thương, nâng đỡ và nguyện cầu cho con trên bước đường theo Chúa, danh thanh phục vụ, để rồi đáp lại trọn tình Chúa đã thương con, gọi con bước lên và tương ban ra cho con thiên chức linh mục. Kính chúc tất cả quý cha và cộng đoàn ông ngày đầu năm mới này, nhờ lời kính cầu của mẹ Maria, được tràn đầy phúc lành của Chúa và tình thương của mẹ, để một năm mới 2023 chúng ta vui sống, bình an, hạnh phúc trong ơn thánh của Chúa, trong tình thương của mẹ và các thánh, để rồi lời tạ ơn của chúng ta ngày một đẹp lòng Chúa hơn. Amen. Tôi thỉnh kinh một khi Chúa làm cha toàn năng. Chúa đã chọn các linh mục làm tựa tác duyên phân phát các mầu nhiệm thân
xin cho các ngài đầy lòng mến Chúa yêu người, như thần đưa nhiều người đến với Chúa. Chúng con cầu xin Đức Kitô Chúa chúng con. Thank you.
đây là mầu nhiệm tinh thần. Con dâng lên Chúa ban đường xin và chân tu đồ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xưng đang hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết này xin Chúa cho chúng con khi thông phận mình và máu Đức Kitô được vinh tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn. Xin Chúa cùng như đến anh chị em chúng con đang nghe trong niềm hy vọng sống lại và mọi người đang nghe các bậc tổ tiên ông bà cha mẹ và các bạn quyết của chúng con đã đi trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào ơn ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con đại xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse và trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô Công Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Và bằng lời Chúa lời Cha, chúng ta trao nguyện rằng xin đừng cho đội chúng con, nhưng xin chỉ đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin loài thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhân theo thanh niên Chúa, Chúa hằng sống và hiện trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ngự cùng anh chị em. Cho con hiện hữu trên đời.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, nhân ngày kỷ niệm con tu phong linh mục, con đã cử hành mầu nhiệm đức tin để tôn vinh Chúa quyền uy cao cả. Xin cho toàn cuộc đời chúng con cùng trở nên lời ca tụng Chúa. Chúng con cầu xin nhân Kitô Chúa chúng con. Con xin kính mời cha hạt trưởng Cam Lâm cùng quý cha độc tế hoa tòa. Giờ đây xin mời ông chủ tịch hội đồng mục vụ giáo xứ có đôi lời chúc mừng đến cha quản sứ trong ngày lễ tạ ơn 10 năm lãnh nhận hồng ân linh mục. Xin kính mời cộng đoàn đứng, xin mời ông chủ tịch. Kính thưa cha hạt trưởng Cam Lâm, kính thưa cha quản sứ, quý cha độc tế, thầy phó tế, kính thưa quý tu sĩ nam nữ, kính thưa quý bà cố, quý ân thân nhân, quý khách cùng toàn thể cộng đoàn tham dự phụng vụ thân mến. Hôm nay quý vị về đây cùng với cộng đoàn giáo xứ Phú Phong hiệp chân thành lễ tạ ơn Thiên Chúa về hồng ân 10 năm linh mục của cha quản sứ chúng con. Xin cộng đoàn cho chúc mừng cha xứ một tràng pháo tay thật lớn. Hân hoan mừng lễ Đức Maria, thân mẫu Đức Chúa ngợi ca muôn đời, vinh danh Thiên Chúa sáng ngời, lập trình cứu đồ là người viếng thăm. Hồng ân linh mục 10 năm, con đường Chúa gọi thiên tâm vững vàng. Cuộc đời đâu có bàng quan, yêu thương phục vụ sẵn sàng hiện chân, để cho Thiên Chúa thỏa lòng, nguồn ơn thương xót xuống cùng giáo dân. Bước đi cứu đồ thế trần, ngôi hai thiết lập khởi nguồn kỷ nguyên. Cha và sự kính mến, hồng ân linh mục quả là một thiên chức cao quý mà Chúa Giêsu thiết lập để trao ban cho những người được coi là xứng đáng để các ngài tế lễ dâng lên Thiên Chúa Cha, để tiếp tục sứ mạng của Chúa Giêsu giữa thế trần, yêu thương hiến thân phục vụ. Các ngài nói lời của Chúa, làm những việc Chúa đã làm, để đem tình thương và lòng Chúa đến cho những người mà các ngài có trách nhiệm. Trong hơn 10 năm qua, cha đã được sai đến phục vụ nhiều giáo xứ cách riêng khi về với giáo xứ Phú Phong chúng con. Bằng tất cả tình yêu thương và lòng nhiệt huyết của một mục tử, cha đã chăm lo cho chúng con, từ cả em nhỏ cho đến những người già, từ những người bệnh tật cho đến những anh em đồng bào thiểu số rất lây, thiếu cái ăn, thiếu chỗ ở. Các công trình cơ sở vật chất được xây dựng mới, tạo cho giáo xứ chúng con ngày càng khang trang, tươi đẹp. Và biết bao điều giá trị khác nữa, giờ phút này đây, con đại diện cộng đoàn giáo xứ kính tri ân cha thật nhiều, kính chúc cha luôn được bình an hạnh phúc để tiếp tục yêu thương và phục vụ cộng đoàn giáo xứ chúng con. Bên cạnh đó, chúng con cũng cảm nhận rằng ngoài việc cùng với cha quản sứ và tạ ơn Chúa về 10 năm hồng ân linh mục, quý cha đã và quý vị cũng đã cầu nguyện thật nhiều cho cha quản sứ của chúng con nữa. Vì thế chúng con kính am cảm ơn quý cha hạt trưởng Cam Lâm cùng quý cha nhờ lời truyền cầu của mẹ Maria, mẹ Thiên Chúa tương ban ơn lành cho quý cha và toàn thể quý vị. Trong giờ phút này đây, giáo xứ chúng con kính dâng lên cha hạt trưởng, cha quản sứ cùng quý cha bàn của cha quản sứ những bó hoa tươi thắm, gọi tròn tất cả tâm tình yêu mến và thảo kính của chúng con. Xin chủ đoàn cho bàn tay.
Một lần nữa, con xin tri ân cảm tạ và chúc mừng. Giờ đây xin đại diện các em thiếu nhi trong giáo xứ xin dâng lên Thủy Cha với vũ khúc. Xin dâng lên Thủy Cha và cộng đoàn với vũ khúc xin một đời cảm tạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
xin cùng làm cho con thờ anh. Trong tâm tình cảm tạ và tri ân, con xin kính mời cha quản sứ có đôi lời tri ân đến cha hạt trưởng Cam Lâm cùng quý cha đồng đệ, quý tu sĩ nam nữ, quý ân thân nhân và cộng đoàn dân chúa. Con xin kính mời cha. Một lần nữa con xin trân trọng cảm ơn cha bố, quý cha, tất cả quý thầy, quý sư và quý ân thân nhân cùng cộng đoàn đã nhiều cho đến lễ đạo với con và cầu nguyện cho con thật nhiều. Kính cảm ơn quý cha và quý vị cùng tạ ơn với con. Cách đây là một tháng một ngày con có về để tạ ơn của cha Dũng, người bạn cùng lớp. Thì hôm nay ngày cũng là một năm một tháng một ngày với con, cộng đoàn chúc mừng ngày cha Dũng sẽ được tên Dũng. Giáo sư Việt Nam ở vùng Bình Linh đó, thuộc giáo hạt Cam Lâm cùng lớp với con cùng Dũng chức, xin cũng mừng cha Dũng hôm nay 10 năm một tháng một ngày. Rồi, cho con có đông tâm tình thân thiện cảm ơn thầy Phó Tế Quy Sơ Cầu Đoàn Quy Sơ Cao Lô, quý vị đồng bộ các ban ngành đoàn thể, các anh chị em cao đoàn, các em đội múa và toàn thể cộng đoàn giáo sư Phú Phong đã cùng cộng ta với nhau để tổ chức thánh lễ tạ ơn cho con hôm nay. Kính cảm ơn quý vị rất nhiều và kính xin Chúa và lời vĩnh cầu của mẹ Maria chúc phúc lành cho tất cả chúng con và xin cho chúng con được ơn Chúa mà vui sống hạnh phúc bình an và thăng tiến. Kính cảm ơn và kính chúc những điều tốt đẹp nhất đến quý cha và toàn thể quý vị. Kính mời mọi người đứng. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Lên sông cho anh chị em đi bình an. Chúa chúng con cho mọi kẻ thù nhân dân cha và